Rồi tiếp theo anh Đặng Bình hỏi đang là cách phòng heo lai rừng con bị đi ỉa chảy sao ạ à? em nuôi nứa nào cũng bị lảm lắm rồi ok rồi câu hỏi vô cùng tuyệt vời ở à, vậy thì ở trên tay Xuân Trịnh đây này một cái dòng sản phẩm này anh cần phải quan tâm này à, à, tên của nó là đặc trị hô hấp phức hợp ho hen stop à, thì cái thuốc này nó có hai cái thành phần như sau thứ nhất là hai 20 phần trăm thứ hai là sunfa dimedin 10 phần trăm kết hợp với tôi cho tin vào đây tôi cho tá dược độc quyền vào đây nó tạo lên một sản phẩm gọi là đặc trị hô hấp phức hợp Vậy thì anh sẽ hỏi rằng là tại sao tôi đang hỏi về tiêu chảy heo mà anh lại cho đặc trị hô hấp phức hợp thì các bạn biết rằng nào cái hô hấp phức hợp ấy nó là sự kết hợp giữa đường hô hấp trên như đựa, tức là con heo nó có hai hệ một là hệ hô hấp hai là hệ tiêu hóa vậy thì hô hấp phức hợp có nghĩa là nó sẽ kết hợp giữa hô hấp và tiêu hóa vậy thì cái sản phẩm mà đặc trị ho hen này nhá đặc trị hô hấp phức hợp này các bạn đưa về các bạn cho lợn tập ăn trong giai đoạn mà tức là cho đưa về cho con lợn trong giai đoạn mà chuẩn bị cai sữa và đến tới lúc mà khoảng tầm 35 ngày thì nó sẽ giúp cho chúng ta không bị heo con nó không bị tiêu chảy phân xi măng hoặc là không bị xì xẹt nhá thì đấy là cái cách tôi đang làm còn nếu anh muốn khi mà nó bị mà anh muốn tiêm thì có rất nhiều thuốc có thể tiêm được cái bệnh đấy ví dụ như anh có thể sử dụng cái tinodic này thành phần của nó là tiamolin tinoxin nó cũng có tác dụng là nó có tác dụng là xử lý cái bệnh tiêu chảy trên heo sau cây sữa nha. rồi nhưng mà anh chú ý rằng là à, khi mà anh muốn kiểm soát thành công cái bệnh à, heo à, rừng tiêu chảy ấy, thì anh nhớ cho tôi rằng là chúng ta sẽ tập à, cho con heo nó ăn, nó ăn nó tập ăn nhá, tập cho nó tập ăn từ giai đoạn mà chúng ta chưa tách mẹ. sau khi mà chúng ta tách mẹ ra, tức là cai sữa đấy thì con heo con nó phải ăn sỏi rồi, thì lúc đấy nó mới không bị tiêu chảy. còn nếu mà các bạn à, à, để đến lúc mà cai sữa rồi bắt nó ăn đấy thì nó vô hình dung nó sẽ gây nên tác dụng phụ là xì chết này nó gây nên ảnh hưởng uh, nghiêm trọng đến cái vấn đề tiêu hóa của nó nó sẽ làm cho con heo con nó tiêu chảy rất là nhiều vậy thì uh, anh uh, có thể kết nối cùng với xuân trịnh số điện thoại zalo uh, của tôi là 0977 809555 nhé tôi sẽ um, uh, nhắn tin trợ giúp anh cái phát đồ để anh có thể kiểm soát thành công nhé bệnh uh, heo nai rừng ỉa chảy nhá còn nếu mà không thì anh có thể sử dụng thuốc tiêm rồi ok rồi